Giờ này mặt trời của anh đã là ai? Vì giờ này trong trái tim em là anh. Và giờ người có thấy không? Are you tired? Sao cứ vòng quanh ở trong tâm trí em kể từ ngày anh đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.